trương năm 1937, Mục Vân Chiến Lý Thương Lan. Lý Hạo Không, Mục Thanh Vũ, Mục Tiêu Thiên, Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Một người là ba người, ba người là một người. Giờ khắc này, chính là một phù đồ, cũng là sắc mặt kinh ngạc vạn phần. Cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là hảo thủ đoạn A. Lý Thương Lan thản nhiên nói, thế mà cam nguyện trở thành con của ta, nhờ vào đó tới giải ta hết thảy động tính. Mục Thanh Vũ khẽ mỉm cười nói, hại, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Năm đó ta cũng là cơ duyên xảo hợp, đụng phải Lý Hạo không, kỳ thật ta không giết được hắn, có thể khi đó, ngươi vì giết Lâm Thiên Nguyên, cướp đoạt Lý Hạo không quá nhiều đạo tắc, dẫn đến hắn quá hư nhược, lúc này mới cho ta cơ hội, thay vào đó. Hồ ngươi nhiều năm như vậy cha, ta không được vớt điểm chỗ tốt thôi. Nghe vậy, Lý Thương Lan mỉm cười, có thể hai tay lại là gắt gao nắm chặt. Hắn tự hỏi từ trước đến nay là tính toán người khác, nhưng từ không nghĩ tới, sẽ bị Mục Thanh Vũ bên này tính toán. Địch nhân như vậy, quả thực đáng sợ. Mục Thanh Vũ tiếp theo nói ba cái tách ra, không có một cái nào có thể trở thành thần đế, có thể ba cái hợp nhất. Đó chính là chân chính thần đế. Mục Thanh Vũ bàn tay nắm một cái, Lý Hạo không thân thể, tại lúc này đi hướng tự thân. Chỉ một thoáng, một cỗ thiên địa pháp tắc chi đạo dung hợp làm một. Tất cả mọi người là rõ ràng cảm giác được cái kia một cỗ đặc biệt lực lượng vận chuyển. Tinh hà phía dưới, vô ngân tinh không ở giữa. Tạ Thanh giờ phút này mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, Lý Hạo không là mục tiêu thiên, mục tiêu thiên là mục Thanh Vũ, mục Thanh Vũ cũng là mục tiêu thiên. Ông nội nuôi là cha nuôi, cha nuôi cũng đã làm ra ra. Tạ Thanh đầu óc ông ông. Một bên Lâm nhược hàm không khỏi nói, để cho ngươi một mực hô ông nội nuôi. Lần này ngươi hô mục phân kiền cha tốt, bối phận đủ. Cỏ Tạ Thanh tâm tính có chút băng. Diệp Phố thi đứng ở trong đám người ngẩng đầu nhìn lại, ngược lại là ánh mắt bình tĩnh, hiển nhiên hết thảy đã sớm biết. Lúc này, Mục Thanh Vũ cùng Mục Vân Phụ Tử đứng chung một chỗ. Lý Thương Lan cùng Mộ Phù Đồ hai người thì là thân ảnh cách một chút khoảng cách, thế nhưng là hai người nhìn về phía Mục Thanh Vũ, Mục Vân ánh mắt, đều là mang theo vài phần sát cơ. Mục Thanh Vũ bước chân bước ra, cười cười nói, vốn là muốn âm đế mình đâu, thế nhưng là hai người các ngươi dẫn đầu nhảy ra muốn đánh, vậy liền không có biện pháp. Mộ phù đồ, tới đi. Mục thanh vũ vẫy vẫy tay, nhìn về phía mộ phù đồ, cười ha hả nói, hai ta thử một lần. Đối mặt mục thanh vũ khiêu chiến, mộ phù đồ trong lòng ngược lại là rất có vài phần ngạo nghễ. Chỉ ít, mục thanh vũ là tìm tới hắn, tại mộ phù đồ trong lòng, lúc này mục thanh vũ, tất nhiên là so mục vân càng hơn một bậc. Mục thanh vũ nếu chủ động tuyển hắn, vậy liền chứng minh, hắn so lý thương lan càng mạnh. Mục vân lúc này ánh mắt thanh tịnh, nhìn về phía lý thương lan, từ từ nói, ngươi đây. Lý Thương Lan lại là lắc đầu nói, đối phó ngươi, không cần. Như vậy cũng tốt, Mục Vân bàn tay nắm một cái, tiếp theo quanh thân quang mang lấp lóe Đầy trời quang trạch quanh quẩn tại tinh hà phía trên, phát họa ra một phương càn khôn vũ trụ bình thường, đem tứ phương tinh hà hào quang đều là phụ trợ mất đi thần thái. Ông, thôi, đâu, bá, meo, hồng, vô thiên người thích không đại sư sáu chữ đại minh chú, lại lần nữa xuất hiện. Sáu đạo chữ lớn, tại thời khắc này, phảng phất là trực tiếp chiếu khắc vào trên trời cao, như là lục luân thái dương bình thường, chiếu lấp lánh. Thế giới mới trên đại địa, vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy, trên bầu trời tựa như xuất hiện bảy cái thái dương. Lý Thương Lan thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu nói, sáu chữ đại minh chú, xác thực không tầm thường, có thiên đạo chi uy, có thể không đủ nhìn. Có đúng không? mục phân lại là cười nhạt nói tại thích không đại sư trong tay cùng tại hiện tại trong tay của ta thế nhưng là không giống nhau lắm lời nói rơi xuống mục phân bàn tay vừa nhấc sáu đạo đại nhật giống như phật gia chân ngôn trong nháy mắt thẳng oanh lý thương lan mà đi lý thương lan đối mặt một màn này lại là lạnh nhạt xuất thủ thiên mạc thoáng chốc hai người chỗ thiên địa tựa như sụp đổ bình thường triệt để lõm trầm luân hết thảy đều phảng phất không còn sót lại chút gì oanh trầm thấp nổ tung vang vọng ra, cái kia lục đại như đại nhật chân ngôn chữ cổ trước, trong nháy mắt xuất hiện sáu cái ngập trời cự trưởng, trực tiếp đắp lên. Từ đại địa ức vạn sinh linh trong tầm mắt nhìn lại, tựa như là trên trời treo bảy cái thái dương, trong đó sáu cái, đột nhiên bị thứ gì thôn vệ giống như. Tiếp theo, oanh, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang vọng ra. Sau đó, thượng thiên, lục đại chân ngôn chữ viết, cùng hư không cự trưởng tất cả đều vỡ nát, tán giật mà suốt lực lượng, bước xạ đến bốn phương tám hướng. Ngăn lại, thương cung vũ lúc này đột nhiên mở miệng, từng vị thần đế, tại lúc này xuất thủ, ngăn cản hàng lâm xuống lực lượng ba động. Lý Thương Lan, mộ phù đồ, đây đã là siêu việt thần đế tồn tại. Như vậy cấp bậc giao chiến, dù là chỉ là dư ba tản ra, cũng không thể nào là dưới tinh không thế giới mới có khả năng kháng trụ. Thương cung vũ, diệp lưu ly, hiên viên cưa, vân minh chiêu, vô phục thiên, cùng lục thanh phong, tả thanh, tần mộng giao, Minh Nguyệt Tâm mấy người, nhao nhao xuất thủ ngăn cản. Có thể cho dù những này vị thần đế toàn lực ứng phó, vẫn như cũng có một ít còn sót lại lưu lạc phía dưới thiên địa. Cái này không khác là từ tiên giới giáng lâm phàm giới thiên thạch bình thường, những cái kia còn sót lại dư ba khí thức lưu lạc đại địa, ngay lập tức chôn vùi từng phương vực giới. Chân chính đỉnh tiêm giao thủ, từ ngoại nhân ánh mắt nhìn đến, giống như là ảo thuật giống như, hư hư thật thật. Thật là chính uy năng tán giật, chân chính tạo thành tổn hại, mới có thể để người ta biết đây là kinh khủng bực nào. Dưới mắt Mục phân cùng Lý Thương Lan giao chiến đúng là như thế. Khi dư ba tán giật rơi xuống phía dưới thế giới mới tất cả phiến thiên địa ở giữa, tạo thành mấy triệu ngàn vạn tử thương, những này phổ thông sinh linh mới thật minh bạch. Thần đế, không khác là thần linh, đây cũng không phải là hư thoại. Không tệ, Lý Thương Lan nhìn thấy sáu chữ đại minh chú lục đại chân ngôn phá diệt, mà chính mình thiên mạc đồng dạng tổn hại diệt, không khỏi nói, nếu như là ngày xưa thích không, thôi động sáu chữ này chân ngôn, không cách nào tiếp nhận ta một ngày này màn. Mục Vân mỉm cười, bất quá, Mục Vân, chỉ dựa vào cái này, người cùng ta đánh như thế nào. Lý Thương Lan bàn tay vừa nhấc, dưới chân tinh hà bên trên, trong nháy mắt bao phủ mà ra một tầng đen kịt mạng che mặt giống như, dần dần ngưng tụ thành một mảnh hắc vụ, tiếp theo Lan tràn thành vừa để xuống đại địa. Đại địa không ngừng tràn ngập, trong nháy mắt hóa thành nguyên một khối đại lục. Vẫn, Lý Thương Lan thanh âm thanh tịnh, bàn tay vừa rơi xuống. Sau một khắc, oanh, cái kia cả khối đại lục, trong nháy mắt xuất hiện tại mục vân dưới chân. Đồng thời, lấy một loại tốc độ cực nhanh, thẳng đến mục vân, tựa hồ muốn đem mục vân trực tiếp bao khỏa trong đó bình thường. Mục vân cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Lý Thương Lan hồng hoang thiên địa quyết, có thể nói vạn cổ vãng lai không thể địch nổi chi thuật, điểm này hắn khắc sâu rõ ràng. Lớn vô lượng Phật, trong lòng quát nhẹ mục phân bàn tay vừa nhấc ở giữa dưới thân thể một tôn tay kính thiên chân đạp đất giống như vô biên phật tổ thần thể bỗng nhiên xuất hiện xác một tiếng quát nhẹ vô biên cử phật chân thân cũng không nhượng bộ mà là hướng phía dưới chân lao vùn vụt mà thăng cử phật oanh kích đánh tới